con đấy đó. Thế thì lòng thương xót là cái khi mình được chữa lành. Nguyên ngữ cái từ lòng thương xót đó theo tiếng Hy Lạp có nghĩa khen xét, và cái từ khen xét trong cái tiếng Hy Lạp và dịch ra tiếng Việt ngoài cái lòng thương xót ra còn có cái nghĩa nữa, đó là cái dạng. Cái dạng này đó, cái dạng. Thế thì cái dạng này đó, cái dạng con đó là cái nơi các mẹ đây, các bà đây từ khu ma những cái con của mình. Chính cái dạng của các mẹ, các bà ở đây từ khu ma những cái con của mình 3 năm, 9 tháng cái người này nuôi đến đó. Thế thì lòng thương xót là cái nơi để khu ma tìm thương. Như bà chị em, như bà đây là từ khu ma con của mình, yêu thương con của mình hết mình. Và vì sao mình thương con của mình mà mình không thương một cái đứa con hàng xóm? Vì sao cái con mình đẻ ra mình thương, nó đau mình xót, nó có vấn đề gì đấy dù mình đã xa, nhưng mà mình cũng cảm thấy một cái điều gì đấy nó cũng sôi sục lên. Tại vì sao? Vì cái con của mình xuất phát từ cái nhà của mình, xuất phát từ cái nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng của mình. Thế thì lòng thương xót là cái nơi mà chúng ta được cứu mang. Khi các bạn chị em cảm nhận được tình thương, được yêu thì lúc đấy chúng ta mới dễ dàng yêu người khác lại. Còn mình người ta bắt đuổi đi, chỉ chiết, lo lắng là một loài, thì lúc đấy mình có yêu thương được người khác không? Lúc đấy mình không có yêu được, và có khả năng lúc đấy mình hận nhiều hơn, mình căm hờn nhiều hơn, có khả năng mình có những cái ý nghĩ tiêu cực và thậm chí có những cái hành động tiêu cực của người khác. Còn quay lại thì những cái ví dụ con đưa ra đó, khi mình lớn khó khăn mắc nợ, cái hồ đó tới sát tới nhà để nó đòi lò chạy ra mình gọi mẹ ơi, anh ơi, chị ơi, cho em được thì em trả lời và nó họ đuổi mình về, họ đuổi mình về. Lúc đó mình có yêu họ được không? Cái gì đấy chúng ta mới cảm thấy được giá trị của cái tình thương. Còn khi mình ăn mình không cảm thấy. Tôi quay lại cái ví dụ mà tin mình chúng định vừa rồi phải không? Khi ông Tông Ma và anh cho ông nói là Tông Ma Minimo, cái từ Minimo có nghĩa là xin lỗi. Khi ông Tông Ma ông sống với Chúa rất là tốt rồi, rất là đạo đức thanh thiện, và ông nhìn thấy các cái môn đệ đó cũng phè phẩy, cũng không có đạo đức lắm, mà ngày hôm nay ông đi về ông nghe bảo Chúa hiện ra rồi, làm sao ông tin được? Trong khi nghe ông biết rõ tổng tổng không, cái lòng của các môn đệ thế nào, phê đô chối Chúa, bỏ Chúa, chối Chúa. Các môn đệ khi Chúa đã đi bỏ chạy hết, các môn đệ chạy hết, chạy thoát thân. Phê đô một cô tấu ra hết, cũng chối Chúa tới ba lần cho mặt. Giu-đa thì bán Chúa không nói rồi. Làm sao tôi mang tin được khi mấy ông nói Chúa hiện ra rồi? Tôi mà không tin, tôi mà không tin lý do là tôi mà biết rõ lòng dạ con người thế nào, lòng dạ các vấn đề thế nào. Do đó tôi mà mới đòi bằng chứng, khi nào mà tôi thấy tôi sỏ ngón tay và lỗ đinh và cách xương của thầy thì tôi mới tin. Do đó Chúa mới hiện ra một lần nữa với các vấn đề và hôm đấy có tôi mà để tôi mà được sỏ ngón tay và lỗ đinh của thầy, sỏ tay và cách xương của thầy. Có nghĩa là thì khi quý bà chị em bị đau, bị thương, bị tổn thương, mà quý bà chị em bị ai đó đụng chạm vào cái vết thương của mình, thì quý bà chị em mới cảm thấy được cái lòng thương xót. Khi mình gặp bế tắc trong cuộc sống, có một ai đấy tới động viên mình, nâng mình. Khi mình mắc lúc mắc nợ, một cái người hàng xóm tới đưa tiền cho mình trả nợ, lúc đấy mình có cái giá trị của lòng thương xót. Chứ còn không mình tới mình mượn tiền mình học đùi mình về ra mình thua. Lòng thương xót là cái khi mà chúng ta yêu thương anh chị em của mình, nâng đỡ anh chị em của mình. Lòng thương xót của Chúa này chảy ra hết từ giọt máu và giọt nước cuối cùng để tuôn trào tình yêu
có nghĩa là lòng thương xót của Chúa thì vô biên, không có giới hạn. Loài người đối với Chúa thế nào, Chúa vẫn yêu, vẫn thương cho đến cùng. Và cái tình yêu, tình thương của Chúa cho đến cùng được thể hiện một cách cụ thể nơi cái bàn chị em. Khi mình có những đứa con, mình thương nó vô bờ bến, mặc dù nó có thể ổn định với mình, có thể khổ với mình. Khi mình có những người thân, mình yêu thương họ hết mình, mặc dù họ có thể thất bại mình, có thể phản bội mình, có thậm chí người chồng, người vợ, mình yêu thương họ hết lòng, họ nuôi ông tay áo, họ phản bội mình, nhưng mà giá trị ở lòng thương xót đó là mình không có hận thù, không có ganh ghét, không trả thù, giống như Chúa của chúng ta. Chúng ta có cái ảnh lòng thương xót đó, hai cái dòng tia, một trắng và một đỏ. Một đỏ từ trong máu, một trắng từ trong nước. Thì nó tới dòng nước, dòng máu cuối cùng Chúa trao ban cho chúng ta. Thế thì lòng thương xót là nơi để chúng ta cứu mang tình thương, nơi để chúng ta chứa được cái tình thương đấy, chúng ta nuôi nó và rồi chúng ta thể hiện nó ra cho anh em của mình cách cụ thể hơn. Hôm nay Chúa hỏi các vấn đề cụ thể là phi lý phê. Người ta nói bây giờ là anh em, chị em làm sao cho họ ăn đây? Phi lý phê trả lời một câu là bây giờ có mua tới 2.200 con tiền cũng không đủ cho một người một quý. Chú biết là cần phải làm, nhưng mà Chú cần cái sự công tác của mọi người chúng ta. Chú có khả năng dư thừa để làm một cách mạng mà không cần sự công tác của các vấn đề. Nhưng mà chú cũng hỏi các vấn đề cùng là câu hỏi cho cơ bản chị em ngày hôm nay. Anh chị em phải nói khác, mình có thể cái tình yêu cho anh chị em mình không? Bình thường anh chị em mình gặp khó khăn, họ vui vẻ, họ sung sướng, hạnh phúc, mình đến với họ dễ lắm. Khi họ lâm quý, khi họ đau bệnh, khi họ bế tắc, đổ nợ, mình có đến với họ không? Cái đó là hôm nay chú mời gọi mình đặt câu hỏi tư vấn trong lương tâm của mình. Cái khi anh chị em mình gặp khó khăn, mình có đến với anh chị em mình không? Mình có đến để động viên, chia sẻ với anh chị em mình không? Có khả năng có nhiều người đã nói, và chúng ta vẫn không có tiền. Giống như cái cộng đoàn chúng con đang giúp cho họ đang đói, họ đang thiếu ăn, và họ chúng con không có tiền để cho anh chị em của mình. Chúng con biết vào cái gì không? Ngoài giá trị vật chất thì chúng ta còn có cái giá trị tinh thần. Chúng ta có thể tới để động viên anh chị em của mình, tới để an ủi, nâng đỡ, thăm quý. Khi cứ bà chị em gặp đau khổ lắm, cứ bà chị em cần cái gì nhất? Dạ thưa, khi mình gặp đau khổ đó, mình cần một cái người ngồi bên cạnh, mình cần một cái bờ vai để cho mình chưa còn đấy mình khóc, mình cần một cái lời đồng quy để mình vượt qua. Khi mình đau khổ đó, anh chị em đau khổ không cần làm gì nhiều, chỉ cần tới hiện diện với anh chị em mình mà không cần nói gì. Tại vì cái nỗi đau của họ đó mình không có hiểu, nhiều khi mình khuyên đó nó vô dụng. Ví dụ cái người đời đau ung thư, bây giờ mình tới cậu, họ đang đau chạy là đặt cái thế cậu. Ô, cố gắng lên đừng đau được, cầu nguyện và tôi sắp được hết liền, vô ích. Mà lúc đấy mình lại ngồi với họ. Thế còn bây giờ mình không có hiểu họ đau thế nào, mình biết. Mình không biết nội tâm của họ.